Chiều qua, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho một số đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Doãn Thế Cường, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đang sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Nguyễn Huệ. Đồng chí Nguyễn Bật Khách, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đang sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Lê Lai. Trong dịp này, Đảng bộ phường Lê Lợi có 19 đảng viên được trao tặng truy tặng huy hiệu từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng. Chúc mừng các đảng viên của Đảng bộ phường Lê Lợi được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Trần Quốc Toàn trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đảng viên cao tuổi Đảng, trong đó có một số đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như quê hương Hưng Yên. Đồng chí chúc các đảng viên nhiều sức khỏe, trường thọ, tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và sự phát triển của tỉnh, động viên các thế hệ sau nỗ lực học tập, công tác để xây dựng quê hương, đất nước.